Rồi hôm nay chúng ta sẽ đi vào giải đề 4A. Bài 1, người ta yêu cầu đi tính các cái giới hạn sau. Câu A. Ở đây câu A chúng ta nhận xét bậc tử là bậc 2, bậc mẫu cũng là bậc 2, thì chúng ta nghĩ ngay tới cái việc đó là chia cả tử và mẫu cho n mũ 2. Được không? Vậy là sau khi chia thì chị nhận được đó là rồi sau khi chia cho tử cho n mũ 2 còn lại là đó là 2 cộng cho 1 trên n trừ cho 1 trên cho n bình. Với mẫu sau khi chia cho n bình còn lại đó là 1 cộng 1 trên cho n bình. Khi n dần về vô cùng thì giới hạn chúng ta nhận được đó là 2 trên 1 là bằng 2. Ở giới hạn nhận được là 2 thì đáp án ở bài 1A này đã là đáp án C. Được không? Chúng ta qua bài 1B. Bài 1B thì đây cái dạng cũng quá quen thuộc rồi. Trước tiên thì chúng ta muốn chia cho cả tử và mẫu lũy thừa có cơ số lớn nhất thì chúng ta phải đưa hết tất cả về mẫu n đã, đúng chưa? Là chỉ đưa hết về số mũ là n nha, vậy là bằng liêm viết lại trên tử đưa hết các cái lũy thừa về lũy thừa có bậc là n, số mũ là n, và đưa về sẽ là 3 mũ 2 nhân 3 mũ n chính là 9. 3 mũ 2 là 9. 9 nhân cho 3 mũ n được không? Trừ 2 mũ n viết lại cộng 4 viết lại. Được không? Dưới mẫu đây là n hết rồi, vậy là mũ n hết rồi, vậy chỉ viết lại thôi là 2 nhân cho 3 mũ n cộng 2 mũ n cộng 1. Được không? Rồi tới đây chị chia cả tử và mẫu cho lũy thừa có cơ số là lớn lớn nhất, và là chị sẽ chia cả tử và mẫu cho 3 mũ n. Được không? Vậy là chia cho 3 mũ n thì trên tử còn lại cái gì đây? Chia cho 3 mũ n. Thì trên tử còn lại đó là 9 trừ đi 2 mũ n mà chia 3 mũ n thì chính là 2 phần 3 tất cả mũ n. Được không? Cộng 4. 4 viết như thế này có nghĩa là 4 nhân 1, vậy là mình chia cho 3 mũ n thì sẽ là 4 nhân cho 1 có nghĩa là 1 mũ n, đúng không? Vậy là 1 mà chia cho 3 mũ n chính là 1 phần 3 tất cả mũ n. Được không nè? Với mẫu tương tự, chúng ta chia cho 3 mũ n thì chúng ta nhận được đó là 2 cộng cho 2 phần 3 tất cả mũ n cộng cho 1 phần 3 tất cả mũ n. Vậy tới đây khi n dần về vô cùng thì chúng ta hôm trước chúng ta đã đụng tới cái giới hạn rồi đúng không? Quy mũ n khi n dần về vô cùng thì nó sẽ bằng bằng 0, với quy là trị tuyệt đối của nó là biến 1. Đúng chưa? Ở đây rõ ràng 2 phần 3, 1 phần 3 là các số nhỏ hơn 1. Đúng không? Lớn 0, nhỏ hơn 1. Và chúng ta sẽ nhận được giới hạn khi n dần về vô cùng chính là bằng 9 phần 2. Vậy đáp án ở đây là đáp án câu C. Được chưa? Vậy là xong bài 1B. Chúng ta qua bài 2. Yêu cầu là tính các cái giới hạn sau. Đi vào câu A. Khi x dần về 1 và chúng ta thay 1 vào. Đúng không? Chúng ta thay 1 vào chúng ta nhận được cái gì đây? 1 bình lên là 1 cộng 8 là 9, 9 trừ 9 là 0, tử là 0, mẫu cũng là 0. Vậy là nó rơi vô cái dạng vô định 0 chia 0 thì chúng ta khử cái dạng vô định bằng cách đó là chúng ta tách cả tử và mẫu ra thành tích các thừa số có cái nhân tử 1, 1 trừ x trong đó. Được không? Và chỉ tách ra nha. Là bằng hôm bữa bài cách tách rồi. Đúng không? Em có thể nhẩm vi x cũng được hoặc là em dùng máy tính em bấm ra ra nghiệm. Hôm trước nói rồi, cái hàm fx làm cái đa thức fx là một cái đa thức có dạng là ax bình cộng bx cộng c, hôm trước nói rồi đúng không? Chúng ta cho nó bằng 0. Chúng ta giả sử chúng ta đã bấm nó được hai nghiệm đi, đó là x1 và x2, thì cái đa thức này sẽ được phân tích dưới dạng đó là a nhân x trừ x1 nhân cho x trừ trừ x2. Đó, hôm trước đã nói rồi nha, hôm nay nhắc lại sơ thôi. Và tới đây chúng ta nhẩm vi x cũng được hoặc là chúng ta đi bấm máy tính cũng được. Ở đây chị nhẩm thì thấy nè, các cái hệ số a cộng b cộng c của chúng ta cộng lại là nó bằng 0, đúng không? Vậy là một nghiệm luôn luôn có đó là x bằng bằng 1, và nghiệm thứ hai đó là x bằng c chia a là 8 chia 1 là 8. Và cái đa thức ở trên tử chị sẽ tách ra được dưới dạng tích đó là chính là đa thức trên tử nha,
tách ra thành tích chính là a đây là một rồi, một mà nhân cái gì nhân với một cũng là chính nó nha, đây chị không viết lại số 1 nha, nhân cho một không còn viết. Vậy khi tách đa thức ở trên tử thành nhân tử thì nó được đó là x trừ 1 nhân với gì? X trừ 8. Được không? Đấy. Bây giờ tiếp tục duy mẫu. Duy mẫu thì ở đây là 1 trừ x. Ở đây là 1 trừ x, nhưng mà bây giờ chúng ta nhận thấy này, chúng ta muốn rút gọn được á thì chúng ta phải có cái nhân tử giống nhau. Được không? Vậy là nãy sẵn tiện ở trên tử chỉ có sự chị có thấy xuất hiện cái thừa số x trừ 1 rồi. Bây giờ cái mẫu chị đưa về x trừ 1 luôn cũng được, hoặc là cái tử chị đưa về 1 trừ x cũng được, đưa anh nào về cũng được thì đều rút gọn được. Được không? Vậy là chị đưa cái mẫu về thành là 1 x trừ 1 luôn nha. Vậy thì bằng cách đó là đặt cái dấu trừ ra phía trước. Được không? Đặt dấu trừ ra phía trước thì bên trong còn lại đó là x trừ 1. Được không? Và bây giờ tới đây giống nhau rồi thì chị đơn giản rút gọn cả tử và mẫu cho x trừ 1 đi. Để viết lại giới hạn khi x dần về 1. Trên tử đơn giản cho x trừ 1 thì còn lại là x trừ 8. Được không? Dưới mẫu đơn giản cho x trừ 1 thì còn lại là trừ 1. Vậy là trừ 1 chỉ chuyển lên trên tử luôn nha. Được không? Vậy là biến thành đó là giới hạn của gì? Giới hạn của trừ x trừ 8. Vì bỏ ra ngoặc ra có dấu trừ phía trước thì biến thành đó là 8 trừ trừ x luôn. Được không? Vậy tới đây chúng ta đã khử được cái dạng vô định rồi thì chúng ta chỉ cần thay đáp án vào thôi. Được không? Vậy chị thay đáp án vào là biến thành đó là chị thay x vào chứ thì chỉ biến thành là 8 trừ mấy? 8 trừ 1 là 7. Và giới hạn của chúng ta là bằng 7. Đáp án đó là câu của A đó bạn nghe. Được không nè? Rồi chúng ta qua câu B. Câu B đây chúng ta cũng thay x bằng 2 vào. Chúng ta thay x bằng 2 vào thì trên tử lúc này đó là 6 trừ 2 là 4, 2 căn là 2, 2 trừ 2 là 0, tử là 0. Mẫu thế vào, 2 vào, 4, 4 trừ 4 là bằng 0 luôn. Vậy là nó rơi vô dạng vô định không chia 0. Thì ở đây chúng ta có hai cách. Hồi nãy đối với câu A là chúng ta sử dụng phương pháp tách cả tử và mẫu ra thành tích các thừa số đúng không? Thì ở đây câu B chúng ta dùng cách thứ hai là bởi vì có sự xuất hiện của căn trong đó. Vậy là chúng ta đi khử dạng vô định không chia 0 bằng cách đó là nhân lượng liên hợp. Được không? Vậy là lượng liên hợp tương ứng của anh này là A trừ B. Và sau khi nhân lượng liên hợp thì chúng ta nhận được đó là A bình trừ B bình trên cho A cộng cộng B. Được không? Chị viết lại nha. Rồi chị tách cái mẫu ra và chị nhân lượng liên hợp cho tử luôn. Đó, khi x dần về 2. Tử nhân lượng liên hợp và là bình phương lên thì móc căn thì chúng ta nhận được đó là 3x trừ 2. Trừ cho B bình là trừ cho 2 bình là trừ 4. Dưới mẫu lúc này là lượng thiếu và là căn cộng 2. Là viết lại căn bậc 2 của 3x trừ 2 cộng 2. Viết lại cái mẫu anh kia đó là 1 trên cho x bình trừ 4. 1 trên cho x bình trừ 4. Và ở đây chị viết tách ra luôn nha, để có thấy được cái thừa số chúng ta rút gọn đơn giản cả tử và mẫu. Và ở đây x bình trừ 4 là hằng thức thì chị viết lại dưới dạng thay chuyển ra thì là x trừ 2 nhân x cộng 2. X trừ 2 nhân x cộng 2. À, được chưa? Đấy. Vậy tới đây chúng ta đơn giản cái tử ở phía trước đi. Vậy thì 3x trừ 2 trừ 4 thì là 3x trừ 6. Đúng không? Và nếu như chị đặt 3 làm nhân tử chung thì bên trong còn lại là x trừ mấy? X trừ 2. Vậy lẽ có sự xuất hiện của cái thừa số x trừ 2 trên tử. Và dưới mẫu cũng có cái thừa số x trừ 2 nên chúng ta đơn giản cả tử và mẫu luôn. Được không? Chị làm cái bước đơn giản luôn nha. Vậy là lim khi x dần về 2 viết lại. Trên tử đơn giản cho x trừ 2 thì lúc này tử còn lại là 3. Dưới mẫu đơn giản cho x trừ 2 thì còn lại cái anh mẫu của anh thừa số đầu tiên viết lại đó là căn bậc 2 của 3x trừ 2 cộng 2. Đóng ngoặc lại nhân cho mẫu của anh thừa số thứ hai khi đơn giản cho x trừ 2 rồi thì còn lại là x cộng 2. Bởi vì chúng ta để đi khử được cái dạng vô định không chia không rồi nên tới đây chúng ta cứ thay x bằng 2 vào thoải mái. Được không? Và thay x bằng 2 vào thì tử là 3. Tử là 3. Dưới mẫu thay x bằng 2 vào, thay từ từ vào. Vậy là trong căn chính là 3 nhân 2 là 6, trừ 2 là 4, 2 căn là 2, 2 cộng 2 là 4. Và cái ngoặc đầu là 4. Ngoặc thứ hai, cái thừa số thứ hai thay x bằng 2 vào cũng là 2 nhân 2 là 4. Vậy là 4 nhân 4. Và lúc này ta nhận được giới hạn lúc này sẽ là 3 phần 10, 16. Đáp án là đáp án D.
Rồi chúng ta qua bài qua câu C. Qua câu C. Câu C thì ở đây là giới hạn khi ít dần về âm vô cùng. Khi ít dần về âm vô cùng thì nhìn vào đây dùng phương pháp cử đại diện cũng được, hoặc là nhìn vào thì chúng ta cũng có thể thấy. Được không? Ở đây chúng ta sẽ nhận xét bậc tử và bậc mẫu. Bậc tử lúc này là bậc 1, bậc mẫu cũng là bậc 1, nên chúng ta nghĩ ngay tới cái việc đó là chia cả tử và mẫu cho ít, được không? Và chị chia cả tử và mẫu cho ít nha. Và ở đây có sự xuất hiện của cái căn bậc 2 nên chúng ta lưu ý, chúng ta chia đưa vào trong căn, nhưng mà nếu như giá trị của nó là âm thì phải để lại dấu trừ phía trước dấu căn nha. Được không? Và chị viết lại giới hạn khi ít dần về âm vô cùng. Trên tử chị chia cho ít, nhưng mà chị đưa vào căn thì chia cho ít bình. Nhưng mà bởi vì ít dần về âm vô cùng nên ít là số âm, nên khi đưa vào trong căn thì để lại dấu trừ phía trước, vậy biến thành là trừ căn bậc 2. Bên trong chị chia cho ít bình thì là 16 cộng 1 trên cho ít bình. Được không? Ở ngoài thì mình chia bình thường thôi, ở ngoài thì mình chia cho ít, vậy là cộng 3 chia ít. Dưới mẫu mình chia cho ít thì mình nhận được là 1 cộng 1 trên ít. Vậy khi ít dần về vô cùng thì cái tử chúng ta nhận được đó là trừ căn bậc 2 của 16. 16 mà khai căn ra căn bậc 2 ra là bằng 4, và là trừ 4 chia cho dưới mẫu là 1, là bằng trừ 4. Đáp án lúc này của chúng ta đó là câu đáp án B. Rồi, của câu C đó là đáp án B. Nhớ lưu ý nha, khi chia chúng ta đưa vào căn, căn bậc 2 thì bình phương lên, nhưng mà đối với giá trị đó là giá trị âm á, thì chúng ta phải để là cái dấu trừ phía trước dấu căn. Lưu ý. Chúng ta đi vào câu D. Câu D thì bài này chúng ta phải cử đại diện ra để chúng ta biết là chúng ta có đi trục căn hay không. Được không? Thì trong trường hợp nào thì chúng ta mới đi trục căn? Thì nó rơi vô cái dạng vô định không nhân vô cùng thì chúng ta mới đi trục căn. Được không? Vậy là bằng phương pháp cử đại diện thì chúng ta sẽ dự đoán được là nó có phải là dạng vô định không nhân vô cùng hay không. Đây, sử dụng phương pháp cử đại diện. Vậy là ở ngoài thì chị cử đại diện là 2x trừ trong căn thì chị cử đại diện là 4x bình. Và chúng ta khai căn ra, 2x viết lại trừ 4x bình mà khai căn ra thì là 2 nhân trị tuyệt đối x. Được không? X ở đây tiến về dương vô cùng, x dần về dương vô cùng nên x là dương. Dương thì bỏ tuyệt đối ra là chính nó, gọi là 2x trừ 2x chính là bằng 0x. Được không? Là x dần về dương vô cùng thì anh này là dạng vô định không nhân vô cùng mất tiêu rồi. Vậy bắt buộc chúng ta phải đi trục căn bằng cái phương pháp đó là nhân lượng liên hợp tương ứng. Được không? Vậy bây giờ chị nhân lượng liên hợp tương ứng nha. Viết lại lim khi x dần về dương vô cùng. Anh này có dạng là A trừ B, căn lúc này là căn bậc 2, nên lượng liên hợp tương ứng nhận được chính là A bình trừ B bình, 2x mà bình lên là 4x bình. Trừ cho B bình, căn bình lên thì mất căn, nhưng mà bởi vì có dấu trừ phía trước nha, phía trừ dấu trước và bình phương lên cái mất căn, cái biểu thức dưới dấu căn lại là đa thức, nên chúng ta trừ cho đa thức thì phải có ngọt vào, được không? Còn bạn nào làm từ từ thì thêm ngọt vào, còn đây chỉ bỏ ngọt ra luôn nha. Bỏ ngoặc có dấu trừ phía trước, bên trong đổi dấu hết. Vậy là 4x bình có dấu trừ phía trước, vậy là biến thành là trừ 4x bình. Cộng x biến thành trừ x, cộng 1 biến thành trừ 1. Được không? Lượng thiếu của anh này dưới mẫu chính là bằng A cộng B. Vậy là biến thành là 2x cộng căn bậc 2 của 4x bình cộng x cộng 1. Tới đây chúng ta đơn giản tử thôi, chúng ta rút gọn tử. X dần về dương vô cùng. Trên tử lúc này 4x bình trừ 4x bình là hết, và còn lại là trừ x trừ 1 trên cho 2x cộng căn bậc 2 của 4x bình cộng x cộng 1 cộng x cộng 1. Rồi tới đây chúng ta chia cả tử và mẫu cho x là xong. Và là lim khi x dần về dương vô cùng. Chỉ chia cả tử và mẫu cho x thì chúng ta nhận lại được đó là trừ 1 trên x. Dưới mẫu chia cho x thì còn lại là 2 cộng x mà chúng ta đưa vào trong căn thì là x bình. Ở đây x dần về dương vô cùng nên x dương thì đưa vào trong căn thì thoải mái, bình phương lên thôi, được không? Vậy là cộng căn bậc 2 của
bên trong là chị chia cho ít bình, bên trong là chị chia cho ít bình, thì còn lại đây là 4 cộng cho 1 trên ít, cộng cho 1 trên cho ít, ít bình. Rồi, để khi ít dần về dương vô cùng thì giới hạn của chúng ta nhận được đó là trừ 1 trên cho 2. Trong căn lúc này chỉ còn lại 4 thôi, vậy khai căn ra là 2, vậy là bằng trừ 1 phần 4. Đáp án là câu cụ đề đáp án D. Còn đáp án lúc này đáp án D. Chúng ta qua bài tiếp theo, đó là bài 3. Bài 3 là một bài toán yêu cầu đi tìm tham số M để hàm số liên tục tại một điểm, thì chúng ta cũng quá quen rồi. Vậy trước tiên là tập xác định. Lúc này là D bằng R, đúng chưa? D là bằng R. Bước tiếp theo là chúng ta đi tính giá trị của hàm số khi x bằng 1, tức là đi tính F1. F1 ứng với x bằng 1 thì hàm lúc này là hàm phía dưới, được không? Vậy là ứng với x bằng 1 thì hàm lúc này chúng ta nhận được đó là hàm M cộng cộng 1. Vậy chúng ta bước tiếp theo là chúng ta đi tính giới hạn của hàm số khi x dần về 1 ra. Khi x dần về 1. Vậy là chính là những căn lúc này giới hạn của hàm số x khi x dần về 1 chính là giới hạn của hàm số lúc này là 2 x bình trừ x trừ 1 trên cho x trừ 1. Vậy rõ ràng chúng ta thay x bằng 1 vào thì chúng ta thấy ngay tử lúc này là bằng mấy? Tử lúc này là bằng 0, thế vào mẫu cũng là 0. Vậy là nó đưa vô dạng vô định, không chia, không chia 0, nên bắt buộc chúng ta phải khử dạng vô định bằng cách đó là chúng ta tách. Chúng ta tách tử vào mẫu thành các cái thừa số có nhân tử chung, đó là x trừ mấy, thành tích các thừa số có nhân tử chung, đó là x trừ trừ 1. Vậy mẫu đã có rồi thì chị không còn tách nữa, chị giữ yên lại, được không? Vậy là giới hạn khi x dần về 1, mẫu viết lại, mẫu viết lại là x trừ 1. Trên tử bằng cách nhẩm vi x hoặc là em lấy máy tính để em bấm, được không? Ở đây chị nhẩm vi x thì chị thấy hệ số A cộng B cộng C là nó bằng bằng 0. Vậy là một nghiệm luôn luôn có, đó là x bằng x bằng 1. Vậy là viết lại thì là tách thành đa thức, đó là 2 nhân nè x trừ cho cái nghiệm đầu tiên, và chị mới nhẩm được cái nghiệm đầu tiên là luôn luôn là 1, vậy là x trừ 1 nè, nhân cho cái nghiệm thứ hai, đó là c chia a, mà c chia a là trừ 1 chia 2 thì nghiệm thứ hai là trừ 1 phần 2. Vậy viết lại dưới dạng đa thức thì thành tích đó là x trừ trừ cho trừ 1 phần 2 là cộng 1 phần 2. Ở đây để cho dễ thì chị nhân cái số 2 vô luôn nha. Chị vừa làm cái thao tác đơn giản cả tử và mẫu cho x trừ 1, chị vừa nhân 2 vào luôn, được không? Vậy thì tới đây nó chính là bằng giới hạn khi x dần về 1, chị nhân 2 vào, lúc này chị đã đơn giản cả tử và mẫu cho x trừ 1 rồi nha. Vậy còn lại nhân 2 vào thì nó sẽ là 2x, nhân phân phối vào thì là 2 nhân 2 nhân cho 1 phần 2 chính là cộng cộng 1. Vậy là thế vào chúng ta đã khử được cái dạng vô định rồi, thì tới đây chúng ta thấy thoải mái. Thế x bằng 1 vào thì là 2 nhân 1 cộng 1 là 3. Và giới hạn của hàm số khi x dần về 1 là bằng 3. Và bây giờ để hàm số liên tục tại x bằng 1 thì theo như chúng ta học thì chúng ta chỉ cần gì, khi và chỉ khi nào? Khi và chỉ khi f tại 1 là bằng giới hạn của hàm số khi x dần về 1. Và nãy chúng ta tính được f tại 1 là bằng là m cộng 1, đúng không? Và giới hạn của f khi x dần về 1 nó là bằng 3. Vậy tới đây chúng ta cho hai này bằng nhau giải ra, m chính là bằng 2. Vậy đáp án là m bằng 2. Tới đây chúng ta kết luận, vậy m bằng 2 thì hàm số liên tục tại x bằng 1. Đó, cứ làm các bước thì nó ra thôi, được không? Và m bằng 2 thì đáp án là câu C, thì hàm số sẽ liên tục tại x bằng 1. Chúng ta qua bài 4. Ở đây á, là bài toán yêu cầu chứng minh phương trình có ít nhất một nghiệm trong khoảng từ 0 cho tới 2. Bây giờ nó cho sẵn chúng ta cái khoảng là đỡ quá rồi, chúng ta khỏi cần bấm máy tính dùng bảng để chúng ta nhẩm khoảng làm gì nữa, được không? Và chúng ta chỉ cần lấy các cái giá trị trong cái khoảng này chúng ta đi tính, xong sau đó chúng ta
lấy tức ép tại hai giá trị đó nhân lại với nhau. Nếu như nó âm thì chúng ta sử dụng hệ quả của định lý giá trị chúng trùng gian để biện luận ngay được có ít nhất một nghiệm này. Và bây giờ trước tiên chúng ta đi đặt ra, đặt fx là bằng với trái 2x mũ 5 trừ 7x trừ 1. À, trước tiên cũng là vì fx là hàng đa thức nên fx liên tục trên r. Liên tục trên r thì fx cũng liên tục trên đâu? Cũng liên tục trên cái khoảng đang xét theo đây, chỉ nói là cái đoạn luôn. Liên tục trên đoạn 0, 0, 2. Được không? Để từ đó chị đi tính F0 và F2 ra. Chị lấy hai giá trị vừa tìm được nhân lại, nếu như nó âm thì áp dụng hệ quả của định lý giá trị trung gian. Vậy là F0 thì bằng bao nhiêu? F0 thế vào ra trừ 1, được không? Còn F tại 2 thì chính là bằng thế 2 vô là, rồi ở đây bấm máy đi, bạn nào không quen thì nhẩm được thì bấm máy, cứ bấm máy là 2 x mũ 5 x mũ 5 trừ đi 7x trừ 7 trừ 1 chia khôn cho x bằng 2, khôn cho x bằng 2 bằng, và ra đáp án là 49. Vậy là f tại 2 là bằng 49. Thì rõ ràng theo như chúng ta thấy á, là F0 nhân F2 là nó là một số âm, đúng không? Vậy là vì F0 nhân F2 nó là một số biến không, nên theo hệ quả của định lý giá trị trung gian nên nó phải tồn tại một cái thằng F0 nào đó, nó thuộc vào cái khoảng đó là 0,2. Sao cho F tại F0 nó phải bằng mấy? Bằng 0. Và F tại X0 nó bằng 0, tức là X0 là một nghiệm của phương trình Fx bằng 0, chính là cái nghiệm của phương trình đầu. Cái phương trình đầu chỉ đánh dấu sao nha, để lát nữa mình kết luận cho dễ. Và bây giờ mình đã chỉ ra được có một nghiệm X0 rồi đó, nó thuộc vào khoảng 0,2. Thì mình kết luận Vậy Phương trình sao có ít nhất một nghiệm trong khoảng, có ít nhất một nghiệm trong khoảng từ 0 tới 2, được không? Ở đây người ta yêu cầu đi tính thêm là F0 cộng F2 là bằng bao nhiêu, nên mình tính rồi, F0 là trừ 1, F2 là 49,2, nó cộng lại là 49 trừ 1 cộng 49 là 40, 18. Vậy đáp án lúc này là đáp án câu A, đáp án A, được không? Chúng ta qua tiếp bài 5. Bài 5 cũng là cho phương trình và chứng minh phương trình có nghiệm với mọi giá trị m, được không? Chứng minh phương trình luôn có nghiệm. Vậy có nghiệm thì chỉ ra một nghiệm cũng được gọi là có nghiệm. Và mình chỉ cần chỉ ra được một nghiệm, tức là mình sẽ đi tìm được một cái khoảng thôi, một cái khoảng chứa nghiệm là được. Thì khi đó mình đã chứng minh ra được xong bài toán, được không? Và ở đây thì chỉ nói rồi, có sự xuất hiện cái phương trình này, có sự xuất hiện của m. Hôm trước mình làm cái đề 2, đề 3 gì đó, là có cũng có sự yêu cầu là đi chứng minh phương trình cũng có sự xuất hiện của tham số m trong đó rồi, được không? Vậy thì cái phương pháp mình làm á, thì trước tiên mình đi đặt trước đã, mình đi đặt fx trước đã. Đặt fx là bằng với trái gọi là m nhân cho x cộng 1 nhân cho x trừ 2 mũ 11, tất cả mũ 11 cộng 3x trừ 4, là vì fx liên tục trên r, bởi vì nó là hàm đa thức liên tục trên r nên fx cũng liên tục, nên fx cũng liên tục trên cái đoạn chúng ta sắp xếp. Ở đây chúng ta phải đi tìm cái đoạn đó ra, được không? Và bây giờ mình nhìn vào nè, bữa nói rồi, bữa nói cái mẹo mà chúng ta làm đối với những cái phương trình mà có chứa tham số m trong đó rồi. Và là cái dấu hiệu để chúng ta lấy cái giá trị đồng mức á, bằng cách đó là chúng ta sẽ lấy x làm sao mà chúng ta thế vào nó phải khuyết cái m đi, nó làm biến mất m đi, thì khi đó mình chúng ta mới đi tính được cái giá các cái giá trị mà không liên quan tới tham số m chứ. Ở đây nó kêu là có nghiệm với mọi m mà, được không? Vậy là có m nó quan trọng, nên cái việc đó là chúng ta phải đi làm sao chúng ta lấy các cái giá trị x làm sao đó, khi đó chúng ta đi triệt tiêu được cái m đi, được không? Vậy m ở đây nó đi chung với ai?
nó đi chung với lại hai thừa số x cộng 1 và x trừ 2 tất cả mũ e mới 11. Được không? Và bây giờ muốn mất m thì chỉ cần cho một trong hai thừa số đó bằng 0 là được. Được không? Vậy nếu như chị cho cái ngoặc đầu tiên đó là x cộng 1 bằng 0 thì tương ứng mình sẽ thế x bằng mấy? Sẽ nhận được là x là bằng trừ 1. Được không? Và mình thay thử vào, mình dự đoán mình thay thử vào coi thử là à nó cho ra f tại 1 trừ 1 á là nó âm hay nó dương. Được không? Mình làm mồi nháp trước rồi mình trình bày thẳng thớm vào vở sau. Và bây giờ mình thử giả sử là cái mốc đầu tiên là trừ 1 đi nha. Và bây giờ mình đi tính f tại trừ 1 thử coi. Mình đi tính f tại trừ 1 thử. F tại trừ 1. F tại trừ 1 thế vào thì rõ ràng cái số hạng đầu tiên là nó dính tới cái thằng x thừa số x cộng 1 rồi. Mà trừ 1 nãy mình mới tìm được là cho bằng cái ngoặc đó bằng 0 mà. Nên cái số hạng đầu tiên á là ứng với x bằng trừ 1 là bằng 0 rồi. Được chưa? Vậy thay vào sau. Vậy là thay x bằng trừ 1 vào thì chúng ta nhận được đó là trừ 3 mà trừ thêm 4 là trừ mấy? Trừ 7. Và mình có được là f tại trừ 1 là trừ 7. Vậy đang âm đó nha. Vậy là cái dấu mốc thứ hai mình phải kiếm làm sao đó mình thế vào phải cho ra f tại đó nó phải dương nữa là được. Thì hai thằng nhân nhau trái dấu thì mới là âm thì mới sử dụng được hệ quả của định lý giá trị trung gian. Và bây giờ nhẩm tiếp coi thì cũng với cái mưu mẹo như hồi nãy, được không? Mình cũng sẽ gì làm biến mất m đi thì ngoài cái thừa số x cộng 1 ra chúng ta cho bằng 0 đây thì chúng ta còn có thể cho x trừ 2 tất cả mũ 11 cũng bằng mấy? Cũng bằng 0. Vậy là chúng ta nhận được là x bằng mấy? Cho nó bằng 0 thì chúng ta nhận được là x bằng 2. Bây giờ chúng ta thử hai thử nó có dương không nha. Nếu như dương thì nhân lại thì nó đã là biết không rồi. Và là f2 thế vào coi. F2 thì rõ ràng nó nãy mình tìm ra được là do cho cái việc đó cho cái thừa số x trừ 2 bằng 0 mà. Nên thế vào lại chắc chắn cái số hạng đầu tiên phải bằng 0 rồi. Được không? Không cần phải ngồi thế nữa, lùi bụi thế nữa. Mình thế vào cái thằng phía sau thôi. Và là thế vào là 3 nhân 2 là 6 thì 6 trừ 4 là 2. Vậy rõ ràng nó dương. Đúng không? Vậy là dấu mốc thứ hai sẽ là số 2. Vậy là mình sẽ xét trên cái đoạn đó là từ trừ 1 cho tới tiền 2. Vậy là vì f tại trừ 1 mà nhân với lại f2 á là rõ ràng nó ra một số âm, biết không? Nên theo hệ quả của định lý giá trị trung gian thì nó sẽ tồn tại một cái giá trị x0 thuộc vào khoảng từ trừ 1 cho tới t2, được không? Thì thỏa mãn được cái điều kiện đó là f tại x0 nó sẽ bằng mấy? Nó sẽ bằng 0. Vậy f tại x0 mà nó bằng 0 thì x0 là một nghiệm của phương trình người ta yêu cầu chứng minh, được không? Vậy là bây giờ đã có được, mình đã chỉ ra đã có được một nghiệm luôn nè. Mình chỉ cần chỉ ra một thôi mà nó là có nghiệm thì một nghiệm cũng được gọi là có nghiệm. Để tới đây kết luận, vậy phương trình sao luôn có nghiệm, luôn có nghiệm. Và cụ thể là nghiệm này nó thuộc vào khoảng từ trừ 1 tới t2, được không? Vậy là người ta hỏi là nghiệm này thuộc khoảng nào thì đáp án đó là câu A, đáp án A, được không? Khoảng từ trừ 1 cho tới t2. Đó là cái cách mà chúng ta làm nha. Chúng ta nhẩm, chúng ta chọn cái mốc, hai cái mốc cho nó hợp lý. Rồi vậy là chúng ta đã giải xong cái đề 4A. Rồi hôm nay lớp chúng ta nghỉ tại đây, hôm sau chúng ta giải tiếp đề tiếp theo.